được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Lily và Kim Hoa, rất hân hạnh được trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, tình hình đại dịch tại Úc có thể nói là rất khả quan khi mà ngày hôm qua trên toàn quốc Úc Châu duy nhất chỉ có tiểu bang Victoria là có những ca nhiễm bệnh mới với con số cực kỳ thấp và chỉ có 5 người. Trong khi đó, tiểu bang New South Wales tính đến ngày hôm nay thứ ba thì đã có 4 ngày liên tiếp không có một ca nhiễm bệnh nào. Riêng Tây Úc thì vẫn có vài người nhiễm bệnh, tuy nhiên tất cả đều là thủy thủ đến từ Philippines. Và Victoria thì ngày hôm nay nhân số nhiễm bệnh đã gia tăng lên mức 10 người và có thêm 7 người tử vong. Mặc dù gia tăng cao hơn gấp đôi so với ngày hôm qua, thế nhưng những con số này cũng được cho là rất khả quan bởi vì thủ hiến Daniel Andrews và chính quyền Victoria không nghĩ rằng Victoria có thể hạ giảm số mức đáng kể như thế. Và trong bối cảnh tình hình dịch bệnh rất khả quan tại Úc, thì hầu hết các thông tin trong ngày hôm nay đều tập trung vào vấn đề phục hồi kinh tế cho Úc Châu. Làm thế nào để nước Úc có thể trở lại thời kỳ thịnh vượng của thời tiền COVID-19? Vâng, đúng vậy thưa chị Kim Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, trong một bản phúc trình vừa mới được phổ biến và đăng trên trang mạng của đài ABC, thì tổ chức kinh tế chuyên môn Deloitte Access Economics đã đưa ra những sự phóng về tình trạng thất thu ngân sách tại Úc và cũng đề nghị những cái phương thức đối phó để nền kinh tế Úc có thể phát triển trở lại trong những năm sắp tới của cái thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Cụ thể thì tiến sĩ Trish Richardson, tiến sĩ kinh tế gia trưởng của tổ chức này cũng nói rằng là tình trạng thất thu ngân sách tại Úc không đến nỗi tồi tệ như đã lo ngại. Tuy vậy, chính phủ vẫn cần phải gia tăng chi tiêu, không những để giúp đỡ cư dân về mặt an sinh xã hội, mà còn là một trong những phương thức để nền kinh tế có thể sớm phục hoạt được nhanh chóng. Vâng, cũng cần nhắc lại là như chúng tôi đã liên tục loan tin là trong năm tài chính 2019 và 2020, ngân sách quốc gia của Úc đã bị thâm thủng ở mức là 85 tỷ 700 triệu đô la. Và trong năm nay 2020 và 2021 thì mức thâm thủng sẽ cao hơn gấp đôi, tức là khoảng 198 tỷ 500 triệu đô la. Tuy nhiên, theo sự tính toán của tổ chức Deloitte Access Economics thì những cái sự thâm thủng ngân sách này sẽ dần giảm hạ trong năm 2021 và 2022 xuống chỉ còn 45 tỷ 100 triệu đô la. Và một năm sau đó, tức là năm 2022 và 2023, thì sự thâm thủng này chỉ ở mức là 25 tỷ 600 triệu đô la. Và đây là những con số được cho là tương đối khả quan theo tính toán của các chuyên gia. Vâng, cũng chính vì lý do này mà tổ chức Deloitte Access Economics cũng đã thúc giục chính phủ Úc là hãy tiếp tục duy trì cái biện pháp trợ cấp lương bổng JobKeeper với mục tiêu là để tạo thêm nhiều công ăn việc làm hơn nữa. Và điều này có nghĩa là chính phủ đương nhiên là tiếp tục sẽ cần phải chi tiêu nhiều hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng gia cư xã hội cũng như trợ giúp cho người thất nghiệp cũng như người cao niên. Vâng, và tiến sĩ Richardson một lần nữa cũng đã hoàn toàn đồng ý với những cái dự phóng là chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison sẽ áp dụng sớm hơn giai đoạn giảm thuế thứ nhì dự trù diễn ra vào tháng 7 2022. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch hiện nay thì có lẽ việc giảm thuế sẽ được thực hiện trong năm tới 2021. Và giai đoạn giảm thuế thứ nhì này cũng cần nhắc lại là tất cả những ai có lợi tức dưới 120.000 đô la đều sẽ bị mức thuế là 32.5%. Trước đây thì mức thuế 32.5% chỉ áp dụng cho những ai có lợi tức tối đa là 90.000 đô la mà thôi. Và tất cả những ai có mức lợi tức trên đó thì chắc chắn sẽ đóng mức thuế cao hơn. Tuy nhiên, để kích cầu nền kinh tế và cũng để cho người dân có thêm tiền chi tiêu thì chính phủ đã đưa ra cái lộ trình giảm thuế, và lộ trình thứ nhất đã được áp dụng vào giữa năm 2018 và lộ trình thứ hai nguyên thủy được áp dụng vào năm 2022.
Tuy nhiên trong bối cảnh này sẽ được áp dụng sớm hơn, và sớm như thế nào thì chúng ta phải đợi xem những công bố của Bộ trưởng Ngân khố Chuck Federer vào ngày 6 tây tháng 10 sắp tới. Vâng, theo ước lượng của tổ chức Royal Assets Economy thì mục đích nguyên thủy của việc giảm thuế lợi tức, tức là giúp cho cư dân, cho những người đi làm không bị đóng thuế cao mỗi khi mà được tăng lương. Và việc gia tăng lương bổng cao cho nên người thọ thuế sẽ phải đóng mức thuế ở mức cao hơn. Tuy nhiên, theo các giới chuyên gia nhận định thì trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay và trước đó nữa thì cái sự gia tăng lương bổng tại Úc nó cũng không đáng kể là bao nhiêu. Và vì vậy, cho dù cái giai đoạn 2 của việc giảm thuế lợi tức được áp dụng sớm hơn thì vẫn không thể đạt được cái mục tiêu như chính phủ mong muốn, là bởi vì thuế người dân không hề được gia tăng thuế quan. Và cách duy nhất để chính phủ có thể phục hồi nền kinh tế đó là kiến tạo công việc làm. Mà Deloitte Asset Economics cũng cho rằng các chương trình hạ tầng cơ sở nên được đầu tư nhiều hơn nữa để người dân có thêm được việc làm trong những năm sắp tới. Vâng, việc tiếp tục duy trì các chương trình trợ cấp thì đương nhiên là sẽ gây tốn phí rất nhiều cho chính phủ của Úc Châu. Và theo tổ chức này, ước tính thì trong cái thời kỳ đại dịch COVID-19, những cái biện pháp mà chính phủ Úc áp dụng là đã tốn phí lên mức là trên 200 tỷ đô la. Và với dự kiến tiếp tục mà kéo dài các chương trình trợ cấp như vậy thì cái chi phí này cũng có thể sẽ tăng lên tới 401 tỷ đô la trong năm tài chính là 2022 và 2023. Đó là chúng ta nói về những trợ cấp dành cho các cá nhân. Trong khi đó thì tiến sĩ Richardson cũng đề nghị chính phủ của Thủ tướng Morrison nên có những cái biện pháp để giúp đỡ các công ty tương tự như những cái biện pháp mà tiểu bang Nam Úc hiện nay đang áp dụng cho các tiểu thương hoặc là các doanh nghiệp nhỏ, đó là miễn thuế trong thời gian 6 tháng. Và nay thì chính phủ Nam Úc lại tiếp tục gia hạn thêm 3 tháng nữa không đánh thuế các doanh nghiệp này. Và tiến sĩ Richardson cũng hy vọng là chính phủ liên bang sẽ có những cái chương trình tương tự để trợ giúp cho các công ty, nhằm giúp các công ty này duy trì hoạt động và cả tạo thêm công việc làm cho cư dân Úc Châu. Vâng, thưa chị Kim Hoàng, là để mà có được những cái tiền mà để duy trì các chương trình trợ cấp hay là miễn thuế cho người dân thì chính phủ Úc cũng như chính phủ của tiểu bang Nam Úc là phải vay nợ rồi. Phải vay nợ. Và rất may là cái lãi suất. Lãi suất hiện trường trên toàn thế giới hiện nay đang ở mức rất thấp. Vâng, và do đó thì cái mức nợ có thể nói giống như Úc Châu của chúng ta hiện nay thì chúng ta đang ở mức lãi suất tiền mặt của ngân hàng trữ kim là 0.25%, được cho là đã rất là thấp rồi. Và trên thị trường thế giới thì trong bối cảnh đại dịch này thì các quốc gia đi vay nợ đều được trả cái lãi suất thấp. Đặc biệt hơn nữa là nước Úc vẫn đang trong cái tình trạng tín dụng tối ưu, có nghĩa là ba chữ A, AAA mà chúng tôi cũng thường loan tin. Và vì vậy cái credit, có nghĩa là cái điểm của nước Úc trên thị trường thế giới khá cao, và chính phủ cũng không lo ngại lắm khi mà đi vay hàng trăm tỷ đô la và dự phóng lên tới hàng ngàn tỷ đô la trong vài năm sắp tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì là ngân hàng trữ kim RBA cũng sẽ nhóm họp vào thứ ba tới, tức là ngày 6 tháng 10. Và đây cũng là ngày mà chính phủ cũng dự trù sẽ công bố cái ngân sách quốc gia cho năm tài chính 2020 và 2021. Và trên trang tin news.com.au cho biết là vì lý do trùng hợp như vậy mà có chuyên gia kinh tế dự phóng rằng có lẽ ngân hàng trữ kim RBA sẽ tiếp tục duy trì cái mức lãi suất thấp lịch sử hiện nay là 0.25%. Vâng, vài ngày trước đây, Phó Thống đốc của Ngân hàng Trữ Kim đã tiết lộ thông tin là có lẽ Ngân hàng Trữ Kim sẽ có quyết định giảm hạ lãi suất trong phiên họp đầu tháng 10. Tuy nhiên nay thì trong cái bối cảnh trùng hợp với ngày công bố ngân sách quốc gia, mà các chuyên gia lại cho rằng Ngân hàng Trữ Kim sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25%. Và cái thời điểm thích hợp nhất để Ngân hàng Trữ Kim có những cái sự thay đổi về lãi suất có lẽ là một tháng sau đó, có nghĩa là vào ngày 3 tây tháng 11, bởi vì Ngân hàng Trữ Kim cũng đã có một tháng để quan sát tình hình kinh tế tài chính tại nước Úc. Và nếu như Ngân hàng Trữ Kim phải giảm hạ lãi suất thì theo kinh tế gia trưởng của ngân hàng Westpac là ông Bill Evans, thì ông Bill cho rằng Ngân hàng Trữ Kim sẽ không giảm toàn bộ 25 điểm cuối cùng mà ngân hàng đang có. Thay vào đó, RBA có thể sẽ giảm hạ 15 điểm, tức là lãi suất của tháng 11 sẽ giảm xuống chỉ còn 0.1% thay vì 0.25% như hiện nay. Mục đích là để duy trì mức lãi suất không phải ở mức âm như là ngân hàng trữ kim tại Nhật Bản đã từng áp dụng. Và điều này cũng giúp cho ngân hàng trữ kim Úc có thể có thêm thời gian để mà tiếp tục cái chính sách tiền tệ của chính mình. Vâng, đây là những cái thông tin chỉ là dự phóng của giới chuyên gia.
Còn thông tin cụ thể như thế nào thì chúng ta có lẽ cũng sẽ đợi tới tuần sau. Thưa quý vị và các bạn, còn về cuộc điều tra nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ nhì tại tiểu bang Victoria, thì đài ABC cho biết là sau khi đã nghe rất nhiều nhân chứng, kể cả các viên chức cấp cao cũng như một số bộ trưởng và ngay cả thủ hiến Victoria là ông Daniel Andrew, thì câu hỏi quan trọng được đặt ra và vẫn chưa có câu trả lời, đó là ai đã quyết định thuê mướn các công ty tư nhân để tham gia quản lý những người cách ly tại khách sạn ở Melbourne. Theo cuộc điều tra này, thì Bộ Y tế Victoria đã chọn 20 khách sạn trong số 29 khách sạn ở Melbourne để làm địa điểm cách ly cho công dân Úc trở về từ nước ngoài. Và trong số 20 khách sạn này, thì việc sơ suất trong việc giám sát người cách ly tại hai khách sạn đã trở thành nguyên nhân gây ra tới 90% các ca lây nhiễm trong làn sóng thứ nhì tại Victoria. Điều cần quan tâm là tất cả các nhân chứng đã ra điều trần trước ủy ban điều tra này đều xác nhận là không một ai biết là người nào đã đưa ra quyết định thuê mướn các công ty bảo vệ tư nhân trong vấn đề cách ly tại khách sạn, đến mức độ mà các vị trạng sư phụ tá cho cuộc điều tra đã phải đưa đến một cái kết luận tạm thời là như là một cái giả thuyết được chấp nhận một cách mặc nhiên là các vị bộ trưởng trong chính quyền không hề nhớ được những người nào đã đưa ra quyết định quan trọng như thế này. Và như chúng tôi cũng đã loan tin ngày hôm qua, nạn nhân đầu tiên trong cái vấn đề bùng phát dịch bệnh lần thứ hai từ hai khách sạn mà các chuyên gia đã liên tục nêu tên, đó là khách sạn Richards và khách sạn Stanford ở khu đô thị Melbourne, đó là Bộ trưởng Y tế Jenny Mikakos. Dưới áp lực của thủ hiến Daniel Andrew thì bà Mikakos vào thứ Bảy đã đệ đơn từ chức, và bà cũng chính là nạn nhân đầu tiên trong các vụ bê bối tại Victoria. Câu hỏi hiện nay được đặt ra là sau khi bà Jenny Mikakos đệ đơn từ chức rồi, thì những bộ trưởng khác mà mọi người cho là có liên quan, cụ thể đó là bộ trưởng nhân dụng là ông Martin Bakula và bộ trưởng cảnh sát là bà Lisa Neville, thì không biết là hai vị bộ trưởng này có thể tiếp tục tồn tại hay không. Và đặc biệt hơn nữa là thủ hiến Daniel Andrew không biết là có qua được cái cơn sóng lần này hay không dưới áp lực của liên đảng tự do đối lập. Dạ vâng ạ. Vâng, đúng là thưa quý vị và các bạn, sau khi tình hình dịch bệnh tại Victoria đã giảm sút thì nay người ta đúng là lại chú ý đến nhiều vấn đề khác. Và ngoài cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra làn sóng dịch bệnh thứ nhì tại tiểu bang này, thì trên trang tin news.com.au cho biết là chính phủ của thủ hiến Daniel Andrew còn bị kiện vì gia hạn tình trạng giới nghiêm ở khu đô thị Melbourne vào ngày 14 tháng 9 vừa qua. Và đương đơn là chủ nhân của một quán cà phê, đồng thời cũng là một ứng viên của Đảng Tự Do, đã nộp đơn lên tối cao pháp viện khởi kiện chính phủ Victoria và thủ hiến Daniel Andrew trên căn bản quyền hạn của chính phủ. Và người thật sự ký tên gia hạn lệnh giới nghiêm này là một công chức tại Bộ Y tế. Vấn đề được đặt ra là liệu người công chức này đã tự quyết định hay là chỉ thực hành, tức là thi hành lệnh của một người khác, mà cụ thể cũng có thể là thủ hiến Daniel Andrew. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, vào ngày thứ hai thì tòa án Victoria đã đưa vấn đề này ra xét xử. Tuy nhiên khi đó thì trước đó một ngày là vào ngày Chủ nhật thì thủ hiến Daniel Andrew đã tuyên bố bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Melbourne chính thức bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ hai là 28 tây tháng 9. Và vì lẽ đó mà đương đơn, có nghĩa là bà Michelle Loyola cũng đã có một cái sự chần chừ là không biết là có nên tiếp tục vụ kiện này hay không. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thứ ba thì nguyên đơn đã chính thức tuyên bố là bà vẫn sẽ tiếp tục vụ kiện. Mặc dù vậy thì bản thân bà cũng nghĩ rằng với quyết định bãi bỏ lệnh giới nghiêm của thủ hiến Daniel Andrew cũng đã là chiến thắng ban đầu của bà rồi. Và vụ kiện này sẽ được đưa ra xét xử vào ngày mai thứ tư. Chúng ta phải chờ xem là cái viên chức Bộ Y tế này, tức là người đã ký tên vào cái quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm thêm 2 tuần lễ nữa, là họ đã thực hiện cái lệnh giới nghiêm này bằng các nghiệp vụ chuyên môn của họ, có nghĩa là họ tự quyết định đưa ra cái việc gia hạn giới nghiêm, hay là cái chữ ký này đã bị áp lực và đã bị ép buộc từ thủ hiến Daniel Andrew. Đây là hai cái sự kiện hoàn toàn khác nhau, và đây cũng là hai cái yếu tố chính sẽ dẫn đến những cái phán quyết của tòa án tối cao vào ngày mai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng chính nhờ sự kiểm soát thành công dịch bệnh
mà nước Úc cũng có thể lại tiến hành đàm phán với New Zealand về việc mở lại các tuyến đường cho người du lịch. Theo thông tin được các báo chí đăng tải thì hai nước có thể mở lại cho khách du lịch hai bên được đi lại vào trước dịp Giáng sinh năm nay. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand cho biết là trước hết có thể mở thí điểm một bong bóng du lịch giữa New Zealand và tiểu bang New South Wales của Úc, và điều này có thể chỉ được thực hiện trong vòng vài tuần tới, trong khi mà New South Wales trong mấy ngày liên tiếp vừa qua là không ghi nhận trường hợp mới nào trong cộng đồng. Vâng, kính thưa quý vị, vấn đề mở cửa biên giới giữa Úc và New Zealand thật ra đã được thương thuyết kể từ giữa tháng 4, trước khi đại dịch lần thứ nhì bùng phát tại Victoria và sau đó là bùng phát tại Auckland. Và bởi vì lần bùng phát thứ nhì này đã khiến cho cái sự đàm phán của hai thủ tướng là Thủ tướng Scott Morrison của Úc và Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand phải tạm dừng. Và nay thì New Zealand, đặc biệt là bà Thủ tướng Jacinda Ardern xác nhận là New Zealand đã sẵn sàng để mở cửa biên giới lại đối với Úc Châu. Vấn đề là họ đang chờ đợi sự đồng ý của nước Úc mà thôi. Và nếu thật sự là cửa biên giới được mở cửa thì đây là một cái nguồn tin có thể nói rất vui, đặc biệt là cho tiểu bang New South Wales, là bởi vì New South Wales đã mong chờ cái sự mở cửa biên giới này từ rất là nhiều tháng qua. Rõ ràng rồi, thưa chị Kim Hoàng, bởi vì ngay cả thủ hiến của New South Wales cũng phát biểu trên đài số 9 rằng là bà, đương nhiên là bà cũng rất mong muốn là sẽ sớm mở cửa biên giới với New Zealand. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều này thì ngay cả các bang và vùng lãnh thổ trong nước Úc cũng nên mở cửa trước. Nhưng mà bên cạnh đó thì bà thủ hiến Lady Boris Gillian cũng có nửa đùa nửa thật là có thể là bà sẽ du lịch đến Auckland trước khi bà được du lịch đến Queensland, nếu như Auckland mở cửa. Bởi vì Queensland cho tới ngày hôm nay vẫn chưa mở cửa cho khu đô thị của tiểu bang New South Wales. Và tính cho tới ngày hôm nay thì New Zealand chỉ ghi nhận có 1.477 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 và cũng được công nhận là một trong những quốc gia có nhân số nhiễm bệnh thấp nhất trên thế giới. Vâng, sở dĩ chính phủ Queensland chưa mở cửa cho người dân của New South Wales bởi vì là bà thủ hiến đặt ra là phải có 28 ngày không có lây nhiễm trong cộng đồng. Và chúng ta chỉ mới có giai đoạn có 4 ngày thôi, dạ, và còn 24 ngày nữa. Dạ. Mặc dù vậy cũng cần phải nhắc lại là vào ngày 1 tây tháng 10 sắp tới thì cư dân tại những vùng biên giới của tiểu bang New South Wales và Queensland sẽ được thông thương qua lại. Một cách cụ thể thì cư dân của 41 vùng postcode với khoảng 150.000 người thì được đến Queensland mà không cần phải cách ly 14 ngày. Trong khi đó thì dân cư tại khu đô thị Sydney với hơn 5.500.000 người thì vẫn chưa thể di chuyển đến Queensland được. Vâng, ngoài việc mà tính toán để mở cửa du lịch với New Zealand thì hiện nay 36 viện đại học ở Úc Châu cũng đang đề nghị chính phủ là sớm nối lại cái kế hoạch mà đưa du học sinh quốc tế trở lại nước này. Thưa chị Kim Hoàng, cũng giống như kế hoạch mở cửa du lịch với New Zealand thì cái kế hoạch mà đưa du học sinh quốc tế trở lại thì cũng đã được nhiều lần trì hoãn rồi đấy. Vâng. Lý do là bởi vì các viện đại học của Úc và đặc biệt là những cái viện đại học lớn của Úc trong suốt thời gian đại dịch vừa qua đã vô cùng khó khăn về tài chính khi mà cái nguồn du sinh quốc tế đã bị ngưng do biên giới đóng cửa kể từ ngày 28 tây tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, nhìn lại cái quá trình của các viện đại học của Úc thì đây chỉ là một cái giọt nước làm tràn ly. Lý do là bởi vì trong nhiều thập niên qua, các viện đại học này đã quá ỷ lại vào nhân số du sinh quốc tế mà không hề có một cái chương trình nào để mà chiêu dụ du sinh trong nước hoặc là du sinh quốc nội. Và trong cái bối cảnh này cũng có lẽ là lúc mà các viện đại học cần phải thay đổi cái phương thức tuyển sinh của mình. Mặc dù vậy, để giúp cho các viện đại học qua được cái cơn khó khăn về tài chính, nếu không nói là phải dẫn đến phá sản, thì chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison cũng đang tìm cách để làm thế nào có thể từng bước đưa du sinh trở lại, giống như tương tự như những cái chương trình mà tiểu bang Nam Úc đã đưa ra để thí điểm vài trăm du sinh trước. Và nếu các du sinh này cách ly thành công, không mang vi khuẩn COVID-19 vào Nam Úc thì có lẽ những tiểu bang khác cũng sẽ dần dần chấp nhận những nhân số nhỏ nhỏ như vậy. Và chắc chắn là chính phủ của liên bang của Thủ tướng Scott Morrison là sẽ phải nhanh chóng sớm thực hiện lại kế hoạch này, bởi nếu mà chậm chân thì du học sinh quốc tế có thể sẽ sang Anh hoặc Canada. Vâng, là bởi vì nước Úc của chúng ta là một trong những cái thị trường du học lớn thứ ba trên toàn thế giới sau Anh Quốc và Canada. Sau Mỹ và Canada cũng như nước Anh, là tất cả những quốc gia này đều nói tiếng Anh, và do đó nếu nước Úc không có cơ hội thì du sinh sẽ không thể chờ đợi mà các em sẽ chọn những cái môi trường học tập khác.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 tại Úc thì đã giảm hạ rất nhiều và gần như đã kiểm soát được. Song trên thế giới thì đại dịch vẫn còn lây lan rất mạnh. Và tính như đến hôm nay thì trên toàn thế giới cũng đã ghi nhận trên 1 triệu ca tử vong vì COVID-19 trong số hơn 33,5 triệu người nhiễm dịch bệnh. Và trước tình hình này thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cảnh báo là số ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 cũng có thể lên tới 2 triệu người. WHO đã đưa ra con số trên 2 triệu người tử vong trong bối cảnh trên toàn thế giới chỉ mới ghi nhận có trên 1 triệu người tử vong mà thôi. Có nghĩa là cái số tử vong nó có thể sẽ gia tăng gấp đôi và nặng nề nhất vẫn là tại Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một nghiên cứu độc lập khác của Viện Đại học Stanford tại Hoa Kỳ cũng đã cho thấy là rất có thể hiện nay trong số 10 người dân tại Mỹ đã có một người lây nhiễm COVID-19. Và đây là những thống kê đã làm cho WHO rất quan ngại về sự lây lan dịch bệnh tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, khi mà nhiều quốc gia châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha, nước Anh, nước Pháp hiện nay đang bắt đầu second wave, có nghĩa là bùng phát dịch bệnh lần thứ nhì. Vâng, trong khi đó thì dịch bệnh tại Ấn Độ, nước đứng thứ hai trên thế giới và lớn thứ nhất tại châu Á thì cũng vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm rất là cao. Hiện nay cũng đã trên 6 triệu người nhiễm bệnh và trên 69.000 người tử vong. Brazil vẫn tiếp tục đứng hàng thứ ba về nhân số nhiễm bệnh và đứng hàng thứ nhì về nhân số tử vong. Và đó là ba quốc gia gây nhiều lo ngại nhất về tình hình lây lan dịch bệnh COVID-19. Vâng, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần tới. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.